Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Thân chào tất cả ông bà anh chị em đã đang và sẽ kết nối vào trang của nhà môn dân để học bài học buổi tối ngày hôm nay. Tôi rất là vui khi nhìn thấy những khuôn mặt của anh chị em ở trên này. Tôi biết rằng anh chị em rất yêu mến lời của Chúa và Ngài chắc chắn sẽ ban phước cho anh chị em. Ngài sẽ ban phước qua lời Ngài, amen. Và như thường lệ mỗi tối thứ tư thì chúng ta gặp nhau trên này để chúng ta cùng nhau học hỏi lời Ngài. Và tôi tin rằng lời của Chúa giúp chúng ta tăng trưởng. Sự hiểu biết lẽ thật khiến chúng ta được tự do đích thực. Và tôi thật được phước khi có anh chị em là những người luôn đồng hành trong những cái bài học tối thứ tư, tối thứ sáu như thế này. Thật là được khích lệ khi có được những anh chị em yêu mến lời của Ngài, amen. Và như thường lệ buổi tối hôm nay đó, lời đầu tiên là tôi cầu chúc cho hết thảy anh chị em đang kết nối vào hội thánh này được phước của Chúa, được Đức Thánh Linh thăm viếng, tâm lòng được tươi mới, bình an, miệng lúc nào cũng nở nụ cười mãn nguyện ở trong Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Rất là tuyệt vời. Chào tất cả các bạn chị em. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào một chủ đề mới, phải không ạ? Chủ đề mới. Thật ra thì nó có rất nhiều chủ đề. Nhưng mà để chuẩn bị cho những chủ đề này một cách nó chu đáo thì chúng ta cần thời gian, cần sức lực, cần sự nghiên cứu, cần sự nỗ lực, và đặc biệt là phải cần sự ban phước của Chúa để anh chị em cũng được ích lợi. Cho nên đây cũng là một cái điểm mà tôi cũng cần sự cầu thay của tất cả anh chị em, phải không ạ? Để lời của Chúa lúc nào cũng được rao giảng ra một cách đầy đủ, hanh thông và liên tục để hội thánh Chúa được ích lợi, trong đó có anh chị em. Amen. Cảm ơn Ngài, hãy cầu thay. Khi tôi được nhiều người cầu thay, tôi sẽ được ơn, được ơn của Chúa. Và tôi được ơn của Chúa thì tôi sẽ phục vụ anh chị em hiệu quả hơn, và anh chị em được phước hơn. Amen ạ. Cảm ơn Ngài ha. Rồi, thì chủ đề buổi tối hôm nay đó, chúng ta sẽ học chủ đề mới. Chúng ta sẽ học về chủ đề nói về quyền năng của Đức Thánh Linh. Và đặc biệt chúng ta nhấn mạnh vào cái quyền năng của cái ơn nói tiếng lạ. Ok ha, chúng ta nhấn mạnh vào cái đó. Vì tại sao mình lại nhấn mạnh vào cái ơn này? Vì cái ơn này là một cái ơn mà nó rất là đặc biệt, rất là đặc biệt, đôi khi khó hiểu. Cho nên là ma quỷ nó lợi dụng cái điều này, nó làm cho có một số những cái sự chia rẽ, bài xích và thiếu hiểu biết trong thân thể của Chúa. Cho nên tôi chọn cái chủ đề này hầu cho xin Chúa sử dụng cái lời của Chúa cũng như những cái kiến thức mà mình có được đó để giúp đỡ cho tất cả anh chị em, những con người khiêm nhường, những con người muốn tìm hiểu, những con người muốn nhận được ơn của Đức Chúa Trời sẽ không còn bất kỳ cái sự ngăn trở nào, không ạ? Bất kỳ sự ngăn trở nào, và tất cả chúng ta đều hanh thông kết nối vào dòng chảy quyền năng của Chúa trong thời kỳ cuối cùng này. Mỗi một tín đồ càng mặc lấy quyền năng của Chúa thì chắc chắn vương quốc của Chúa càng được mở rộng, nhiều dấu kỳ phép lạ sẽ xảy ra, nhiều linh hồn được cứu rỗi và nhiều cuộc đời được trở lại với Chúa. Đó là sự thật. Vì vậy cho nên tôi chọn cái chủ đề này, và tôi sẽ nói về quyền năng ân tứ của Đức Thánh Linh, và đặc biệt chúng ta nhấn mạnh vào cái ơn nói tiếng lạ. Chúng ta sẽ đi từng bước từng bước, và tôi tin rằng qua những bài học sắp tới đó, tất cả anh chị em mình sẽ hoàn toàn được thỏa đáp những câu hỏi, rồi thỏa đáp tất cả những cái gì mà xưa này mình thắc mắc về cái vấn đề nói tiếng lạ trong hội thánh của Chúa.
không ạ, để cho những người chưa nhận thì sẽ nhận, những người nhận rồi thì sẽ sử dụng khai thác tối đa, chứ không có được lơ là, không có được xem tiếng là như là một cái mục đích mình muốn đạt được, mà tiếng là phải được xem như là một phương tiện để cho mình đến gần Chúa, hiểu Chúa, biết Chúa và mạnh mẽ hơn. Tôi xin nhắc lại, ơn của Chúa chỉ là một phương tiện để chúng ta thực hành những cái chức vụ, những cái nhiệm vụ mà Chúa giao cho mình. Ơn của Chúa không phải là mục đích trong đời sống tâm linh của mình. Nó không phải mục đích, nó là phương tiện. Mỗi một chúng ta cần phương tiện để sống tốt như thế nào trong đời sống tự nhiên này, thì cũng vậy trong đời sống tâm linh, chúng ta cũng cần những phương tiện để có thể đạt kết quả tốt nhất. Trong đời sống tự nhiên, anh chị em cần xe, anh chị em cần tiền bạc, anh chị em cần một số những tiện nghi, cần một số những kiến thức, cần một số những kỹ năng để chúng ta có cuộc sống tốt nhất, có phải không? Những ai thiếu những kỹ năng, thiếu phương tiện, thiếu những cái tiền bạc, thiếu những cái vật dụng, thì chắc chắn đời sống chúng ta cực kỳ thua kém và thiệt thòi. Cũng một lẽ đó, trong đời sống tâm linh của Hội Thánh Chúa, những anh chị em nào mà thiếu ân tứ thì vẫn là con cái của Chúa. Nếu anh em có lòng tin và ăn năn, tôi không nói là anh em không có ân tứ nghĩa là không phải con cái Chúa, đừng nghĩ vậy. Nhưng mà anh em sẽ cực kỳ thiệt thòi, thiếu thốn, thậm chí có thể nói là rất yếu kém trong cái đời sống tâm linh để đạt được cái mục tiêu hoàn thành cái nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời đã giao phó. Anh chị em amen điều đó không ạ? Cho nên là bây giờ chúng ta trong những bài học sắp tới đó, chúng ta phải nói rõ, nói kỹ nhằm khích lại tất cả anh chị em, dù mới hay cũ, dù đã được ơn hay chưa được ơn, chúng ta đều được thúc giục bởi Đức Thánh Linh để tiến tới nằm trang bị cho đời sống của mình một đời sống đầy ơn và đầy năng quyền và kết quả trong vương quốc của Ngài. Giống như một mục sư nào đó ông hay nói đó, càng nhiều người được ơn cầu nguyện thì càng nhiều phép lạ xảy ra, càng nhiều phép lạ xảy ra thì Chúa càng được vinh hiển, Chúa càng được vinh hiển thì dân Chúa càng được phước hạnh và mọi người càng được cứu rỗi. Anh chị em ai mang mà đây là cái sự thật mà. Cho nên là ha, chúng ta sẽ chuyển qua một cái đề tài mới như vậy. Tôi muốn nói mấy lời để khích lại anh chị em. Và tôi ước ao rằng mỗi một con cái Đức Chúa Trời ở trong Hội Thánh, nhà môn dân nói riêng và cộng đồng nhà môn dân nói riêng, và tất cả những anh em khác ở trong Chúa nói chung, đều là những người đầy ơn tứ của Chúa, những người đầy quyền năng, những người mà hoàn toàn thông thạo, được trang bị đầy đủ tất cả các ân tứ của Đức Thánh Linh để chúng ta có thể phục vụ Chúa, phục vụ nhau một cách hiệu quả và đáng xứng đáng. Ok, cảm ơn nha. Rồi anh chị em, tất cả anh em mình hãy đến với Chúa bằng lời cầu nguyện, được không ạ? Bây giờ tôi nghĩ rằng đây là lúc mình phải cầu nguyện. Mình cầu nguyện để tấm lòng mình được bình lặng lại trước mặt Ngài và mời Đức Thánh Linh thăm viếng mình. Buổi tối hôm nay thăm viếng mình, không ạ? Thăm viếng tấm lòng, thăm viếng mình, mời Chúa hiện diện và làm cho tấm lòng mình được mở ra, được kết nối với Chúa. Chúa sẽ thăm viếng chúng ta, Chúa thăm viếng anh chị em, thăm viếng tôi, thăm viếng và Ngài ban phước cho bài học, ban phước cho tấm lòng anh em, ban phước cho những gì anh chị em mong ước Ngài ban phước. Ok nha, chúng ta cầu nguyện. Tôi tin xác với một điều rằng anh chị em ở đó, tôi ở đây, nhưng tất cả anh em mình được kết nối với nhau trong đức tin bởi quyền phép của Thánh Linh. Chúng ta đang ở một chỗ đó thôi. Thậm chí có người còn làm chứng cho tôi thấy là khi tôi cầu nguyện, tôi nói rằng tôi sẽ đặt tay lên từng người, mặc dù qua màn hình, nhưng mà trong khải thị họ thấy linh của tôi đang đi và đặt tay trên họ thật sự. Ồ, cái đó là một cái điều màu nhiệm đó anh chị em, màu nhiệm đấy. Cho nên là anh chị em phải biết rằng chúng ta đang ở một nơi, một chỗ y như nhóm thiệp vậy đó. Amen chưa? Y như chúng ta đang ngồi một nơi trong linh mình như thế. Rồi, chúng ta hãy cùng cầu nguyện nào. Cha yêu quý, ngay bây giờ hãy đến với chúng con.
Chúng con chào đón Đức Thánh Linh buổi tối hôm nay, là giáo sư trọn đời của chúng con, là nguồn quyền năng, là đấng ban ơn, là đấng dạy dỗ dẫn dắt chúng con, đấng mặc khải Chúa Giêsu cho chúng con và dạy chúng con lời của Ngài. Cha ơi, hãy sức dầu mới cho tất cả chúng con giờ này. Nguyện tấm lòng chúng con được đẹp lòng Ngài giờ này. Nguyện Ngài đến và nhìn thấy tấm lòng của mỗi một anh em con là nơi đáng để ngự, đáng để làm đầy dạy, đáng để nơi vui mừng và bình an. Ngài vui lòng ở lại với chúng con. Lạy Chúa, con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy thăm viếng anh chị em con giờ này. Nào, tất cả anh chị em hãy mở môi miệng mình ra và nói: Chúa Thánh Linh ơi, con chào đón Ngài, hãy đến bên con, chạm tấm lòng con thờ phượng Ngài giờ này. Chúa ơi, con cần Ngài giờ này, vì giáo sư trọn đời của chúng con, vị thầy của chúng con. Ô là đấng ban sự sống, là thần hiểu biết, khôn ngoan, quyền năng, sức mạnh của con, đấng chữa lành, đấng giải cứu, đấng cứu chuộc con. Ôi Đức Thánh Linh đấng đóng ấn và làm cho chúng con trở nên con cái của Đức Chúa Trời, đấng dẫn chúng con đến với Chúa chúng con là Jesus Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Thánh Linh ơi, hãy làm đầy lòng con giờ này. Hãy cầu nguyện thêm cho em. Mỗi một người cầu nguyện nha. Tôi không muốn bất kỳ ai mà lại không cầu nguyện giờ này. Thật sự là rất là không thoải mái khi cái ai đó không cầu nguyện giờ này. Anh em hãy nhắm mắt mình lại và bắt đầu mở môi miệng mình ra cầu nguyện với Chúa. Chúa nói rằng nhà ta là nhà cầu nguyện. Anh chị em ơi, hãy cầu nguyện trước mặt Ngài. Hãy cầu nguyện khi có thể gặp Ngài. Hãy cầu nguyện khi Ngài còn đến gần, ở gần mình. Hãy cầu nguyện vì Ngài luôn ban ơn cho người tìm kiếm và cầu nguyện với Ngài. Tiếp tục anh chị em, làm đầy con hỡi Chúa. Hãy đổ đầy con Thánh Linh buổi tối hôm nay hỡi Chúa. Hỡi Cha, sức dầu mới cho con, dầu của sự hiểu biết, dầu của mặc khải và khôn ngoan để con có thể lãnh hội lời Ngài. Hãy ban phước cho con để con có thể có khả năng được khai mở tất cả những giác quan, được khai mở tất cả những cái khả năng mà Ngài ban cho con để vận hành trong ân tứ và nhận biết được những ơn mà Ngài đã ban cho đã được đời sống của con. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót và thăm viếng con giờ này. Lạy Chúa, thăm viếng linh hồn con giờ này. Cầu nguyện cho em. Nào, cầu nguyện cho em ơi, hãy cầu nguyện cùng tôi. Ôi, Chúa đang thăm viếng anh chị em. Chúa Thánh Linh đang thăm viếng anh chị em. Ngài đổ đầy anh chị em bởi thần của Ngài. Ngài đổ đầy anh chị em giờ này. Tôi công bố tái đổ đầy anh chị em bởi Thánh Linh giờ này. Cha trên trời, tái đổ đầy anh chị em Thánh Linh giờ này. Tái đổ đầy anh chị em Thánh Linh giờ này. Hãy được rời chạm trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi công bố linh anh chị em được kết nối với Thánh Linh giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi phủ ánh sáng trong danh của Chúa trên anh chị em giờ này. Tôi kêu danh quyền năng của Chúa Giêsu trên anh chị em giờ này. Hãy được đổ đầy, hãy được đổ đầy, hãy được đổ đầy Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu. Chạm anh chị em con Chúa, chạm từng người nam, người nữ Chúa, từng người mới, người cũ Chúa. Bất kể anh chị em đang dùng phương tiện gì để kết nối với hội thánh giờ này, hãy được đầy dạy Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được đụng chạm từ trời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi nói linh anh chị em được tưới mới giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Thân thể anh chị em được khỏe mạnh giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hồn anh chị em được chữa lành, được phục hồi giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cha ơi, ban phước cho hội thánh của Ngài. Hãy ban phước cho hội thánh của Ngài. Hãy nâng đỡ hội thánh của Ngài. Hãy ban phước cho từng con trai, con gái yêu dấu của Đức Chúa Trời giờ này. Tất cả những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, hãy được phước trong danh Chúa Giêsu. Hãy được phước trong tài chánh, hãy được phước trong sức khỏe, hãy được phước trong gia đình, hãy được phước trong chức vụ giờ này, được phước trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, hãy được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Hãy được đổ đầy trong danh Chúa Giêsu. Đây Thánh Linh của Đức Chúa Trời giờ này. Hãy được trang đầy Thánh Linh của Đức Chúa Trời giờ này. Chạm họ Cha ơi, con cầu nguyện. Chạm anh chị em con Cha ơi, con cầu nguyện. Hãy chạm họ đầy dẫy Cha ơi, con cầu nguyện. Tôi đang cảm nhận Chúa hiện diện ở đây. Và tôi biết chắc chắn một điều, Ngài cũng hiện diện ở chỗ anh chị em đang kết nối với hội thánh. Chắc chắn vì chúng ta đang là một ở trong linh. Khi tôi cảm nhận sự hiện diện của Thánh Linh
là lúc anh chị em cũng cảm nhận Ngài. Đó là sự thật, vì chúng ta là một trong thánh linh của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Hãy được đổ đầy, hãy được đổ đầy, hãy được đổ đầy, tiếp tục đổ đầy. Lạy Chúa, để anh em con cảm nhận sự hiện diện của Ngài một cách gia tăng. Vì trong sự hiện diện của Ngài có sự vui mừng. Ở bên tay phải Ngài, bên tay phải Ngài có sự vui sướng vô cùng. Lạy Chúa, hãy gia tăng sự hiện diện của Ngài. Gia tăng, gia tăng, gia tăng, gia tăng sự hiện diện của Ngài. Tôi đang thấy ai đó đang cảm nhận một sự rời chạm của Thánh Linh rất quyết liệt giờ này, rất là mạnh mẽ giờ này. Cho nên tôi mới nói rằng, Cha ơi, hãy gia tăng sự sức dầu bởi Thánh Linh trong sự hiện diện của Ngài trên anh chị em con giờ này. Gia tăng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Gia tăng và rời chạm họ một cách mạnh mẽ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah. Gia tăng, gia tăng, gia tăng, gia tăng, gia tăng sự hiện diện trên họ giờ này. Gia tăng sự hiện diện trên họ giờ này. Gia tăng sự hiện diện trên họ giờ này. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gia tăng. Tiếp tục gia tăng. Gia tăng trên anh em con. Gia tăng trên chị em con. Gia tăng trên những ông bà. Gia tăng trên những người mới, người cũ. Gia tăng sự hiện diện của Ngài. Cha ơi, hãy gia tăng. Con nói ánh sáng phủ bao anh chị em con. Ánh sáng ngập tràn anh chị em con giờ này. Ôi, sự chữa lành đến. Ai có bệnh được chữa lành. Ai đau yếu được chữa lành. Ai đang khổ được chữa lành. Ai đang buồn được chữa lành. Ai đang bất an được chữa lành. Ai đang lo lắng được chữa lành. Ai đang mỏi mệt được chữa lành. Hãy được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Để chuẩn bị cho bài học giờ này. Lạy Chúa sức dầu anh em con. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Oh, hallelujah. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Hallelujah. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Tôi biết Chúa đang đồng chạm anh chị em và khắp mọi nơi trong những phòng Zoom đang kết nối với hội thánh giờ này. Tôi biết Chúa đang an ủi và làm anh chị em xúc động rất nhiều bởi sự rời chạm của Ngài. Chúa thật diệu kỳ. Chúa chúng ta thật vi diệu vật và lạ lùng. Đấng lạ lùng đang ở với chúng ta. Cảm ơn Chúa anh chị em. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Oh, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen, 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 amen. Dạ, yeah, cảm ơn Ngài. Và anh chị em, hãy chia sẻ live stream này, được không ạ? Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, trên những nhóm mà mình tham gia, để nhiều người họ được cơ hội, có cơ hội được nghe. Và khi họ nghe, họ được chữa lành. Ồ, tôi thấy những cái bài giảng của trên fanpage của Hội Thánh Nhà Muôn Dân, bây giờ anh chị em khắp nơi nghe nhiều lắm. Không phải những cái lúc mà giảng xong, thờ phượng Chúa xong là tôi thấy là 90.000 lượt xem ngay lập tức luôn. Giống như bài giảng Chủ Nhật vừa rồi, giờ tôi nhìn thấy là cả hơn 15.000 lượt xem. Rất là nhiều người được nghe. Và tôi tin rằng Chúa dùng những cái lời giảng đó, những cái lời chúng ta chia sẻ đó để chữa lành họ, phục hồi họ, cứu rỗi linh hồn họ. Cho nên anh chị em ơi, khi anh chị em chia sẻ, anh chị em cũng tham gia vào cái quá trình này, đúng không? Tin lành phải giảng ra khắp đất cho muôn dân thì sự cuối cùng sẽ đến. Và tôi tin xác quyết, và tôi vẫn luôn muốn nhắc lại anh chị em, trong thời kỳ cuối cùng này, tin lành sẽ được giảng ra bởi mạng xã hội. Mạng xã hội được giảng ra bởi mạng xã hội. Và tôi nghe rằng là người ta đang thiết kế cái mạng xã hội 3D. 3D có nghĩa là mai mốt đó, sắp tới nó họ sẽ ra cái mạng xã hội 3D, có nghĩa là mua cái kính đeo vô là chúng ta được rời chạm nhau trong thế giới ảo nhưng mà như thật. Đó là cái cách mà thế giới sẽ tiến tới. Cho nên tôi nói anh chị em rằng Chúa sẽ sử dụng mạng xã hội trong thời kỳ cuối này để giảng tin lành của Ngài, lời Ngài ra khắp đất. Chúng ta hãy tham gia vào quá trình này. Amen. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa thăm viếng anh chị em. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Đó anh chị em,
tôi nói là cái sự thăm viếng của Chúa nó quan trọng lắm. Chúng ta cần được Chúa rờ chạm, được Chúa thăm viếng. Sáng thứ ba tuần này nè, tôi có buổi cầu nguyện cho những anh em có nhu cầu đó. Thì tôi có được vinh dự cầu nguyện cho một cặp vợ chồng. Và họ nói là: mục sư ơi, cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi nghe bài giảng là khi nào cần trở về nơi xuất phát. Thì chúng tôi thấy rằng là chúng tôi thật sự bây giờ phải về nơi xuất phát. Mặc dù chúng tôi đã tin Chúa 22 năm rồi. Anh chị nghe có lạ lùng không ạ? Họ tin Chúa 22 năm rồi. Nhưng sau khi nghe bài giảng khi nào trở về nơi xuất phát, thì họ nói rằng họ cần trở về nơi xuất phát. Bởi vì họ đã cài lệch cúc áo đầu tiên. Wow, tôi nghe mà phải nói thật sự là rất là xúc động. Tôi nghĩ rằng họ có sự khiêm nhường và sự nhìn nhận một cách chân thật đời sống tâm linh của mình sau 22 năm đi theo Chúa. Họ nói họ không biết gì cả. Con cái họ bây giờ cũng không đi nhà thờ luôn. Tất cả đều con số không. Và anh em biết điều gì không? Khi tôi bắt đầu cầu nguyện cho họ thì Đức Thánh Linh đến thăm viếng. Và thăm viếng ở một cách đầy dậy. Và người chị em đó nói là: mục sư ơi, đây là lần đầu tiên tôi ôm được Chúa, tôi thấy được Chúa. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gặp được cha của tôi như một đứa con đi lạc trở về nhà. Và cô ấy khóc nức nở như một đứa trẻ. Đây là sự thăm viếng của Chúa. Anh chị em ơi, đạo Chúa không phải là một tôn giáo. Đạo Chúa là mối quan hệ. Và nếu tôi và bạn chị em chưa bao giờ bước vào mối quan hệ đó thì quả thật đời sống tâm linh chúng ta cực kỳ nghèo, nghèo thiếu. Chúng ta quả thật như những đứa con vẫn còn đi lạc khỏi nhà cha mình. Chúng ta chưa biết được tình yêu, chưa biết được cái điều mà Ngài dành cho mình. Chúng ta có thể đi theo Chúa như một quán tính, không ạ? Như một cái gì đó mà ngày xưa đã để lại và bây giờ mình cứ lầm lũi đi như vậy. Chúng ta trung tín mỗi tuần để dâng phần 10 để đi nhà thờ, nhưng bên trong lòng thì khô hạn, bên trong lòng đầy dậy những buồn đau. Tâm linh đang kêu gào trước những đói khát của nó mà chúng ta không thể biết được tại sao. Anh chị em à, đây là lúc chúng ta phải thực sự, nếu ai đang trong tình trạng đó thì đó là lúc Đức Chúa Trời đang gõ cửa để chúng ta trở lại nơi xuất phát. Kiểm nghiệm xem bao nhiêu năm qua mình thật sự biết Chúa chưa? Chúa có phải là người cha nhân từ đầy tình yêu với mình không? Chúa có ôm ấp mình không? Mình có cảm nhận được vòng tay ấm áp của Ngài mỗi lần mình cầu nguyện, mỗi lần mình tương giao với Ngài qua lời Chúa, qua sự thờ phượng không? Tất cả những điều đó đều phải được trả lời một cách thành thật. Và tôi tin rằng trong sự hiện diện của Chúa Thánh Linh, trong sự thăm viếng của Chúa Thánh Linh, tất cả anh chị em đều có cơ hội để biết rõ cha mình, người cha thuộc linh đầy nhân từ, đầy lòng yêu thương, đầy quyền năng, và có thể giao tiếp với anh chị em một cách rõ ràng, không phải mơ hồ. Amen ạ. Đó. Buổi tối hôm nay đó, tôi nói về một đời sống quyền năng, một đời sống có ân tứ. Anh chị em ơi, tại sao tôi lại bắt đầu cái bài học bằng cái câu chuyện đó? Bởi vì tôi hiểu rằng những ai khát khao năng quyền, những ai khát khao ân tứ, những ai khát khao sống một đời sống mà mật thiết với Chúa, biết Chúa, hiểu Chúa, không ạ? Nó phải đi ra từ mối quan hệ riêng tư với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta bỏ qua bước này thì toàn bộ những bài học về ân tứ, về quyền năng chỉ là những lý thuyết suông, chỉ là những gáo nước đổ lên đầu con vịt. Chúng ta học hôm nay, chúng ta sẽ để đó, thậm chí không hiểu gì. Anh chị em ơi, quyền năng được khai phóng trong mối quan hệ, ân tứ được khai phóng, được ban cho
trong mối quan hệ. Mối quan hệ cha con, mối quan hệ của một người được tái sanh gọi Đức Chúa Trời là cha của mình. Tất cả những điều này phải được xây dựng từ ban đầu. Tôi gọi đây là cúc áo đầu tiên trong cái đời sống năng quyền. Không có nó, chúng ta không có tất cả gì cả. Không có cúc áo đầu tiên, sẽ không có cúc áo thứ hai đúng, thứ ba đúng, thứ tư đúng, thứ năm đúng. Phải không ạ? Cho nên không có nền tảng, chúng ta không đi xa được. Không có nền tảng, chúng ta không xây dựng được gì trên đó cả. Bởi vậy anh chị em ạ, chúng ta cần phải lục lại lịch sử một chút để chúng ta hiểu biết và bắt đầu bước vào cái đời sống thực sự có ân tứ, có năng quyền. Lịch sử hội thánh của Chúa đã trải qua mấy ngàn năm kể từ ngày lễ ngũ tuần đầu tiên, phải không ạ? 2000 năm, hơn 2000 năm. Và anh chị em có thời giờ hoặc là có nghiên cứu đọc lại lịch sử hội thánh đó, anh chị thấy hội thánh của Chúa trải qua rất nhiều những thăng trầm, lúc thịnh vượng, lúc suy yếu, lúc đầy ơn, lúc nguội lạnh, vì nhiều thế lực, nhiều cám dỗ. Những cái giai đoạn lãnh đạo khác nhau, hội thánh trải qua những cái thời kỳ khác nhau và nhiều lắm. Tuy nhiên á, nó có một thời gian cực kỳ đen tối và không ai có thể chấp nhận được tội lỗi của hội thánh, sự sa đọa của hội thánh. Và nó đã dẫn đến cuộc cải chánh vào thế kỷ thứ 15 qua linh mục Martin Luther. Rồi một nhánh tin lành được tách ra, và họ cho rằng những cái gì liên quan đến quyền năng, những cái gì liên quan đến ân tứ, những cái gì liên quan đến siêu nhiên ở trong cái giáo hội Công giáo, tất cả là ma quỷ hết. Cho nên những người theo tin lành đầu tiên đó, họ có cái xu hướng rằng họ rất dị ứng với những gì siêu nhiên. Đây là một cái lịch sử mà anh em đọc anh em sẽ thấy rất là dị ứng. Và họ chỉ thuần túy dựa trên lời của Chúa, được cứu bởi đức tin. Đây là câu nằm lòng và là câu giống như câu châm ngôn của Martin Luther. Họ được cứu bởi đức tin và hết. Người công bình sống bởi đức tin hết. Tất cả chúng ta trong sau cái cuộc cải chánh thì tập trung vào cái điều cứu rỗi. Và một nhánh của hội thánh phải không ạ, tách ra để đi con đường riêng của mình, tách khỏi giáo hội và đi con đường riêng của mình dưới sự lãnh đạo của Martin Luther. Sau này thì chia ra rất là nhiều những nhánh nhóm khác nhau. Tuy nhiên trong những cái thời kỳ đầu đó, chúng ta cũng không có thấy nhiều về quyền năng, không có thấy nhiều về ân tứ, không có thấy nhiều về những công tác của Đức Thánh Linh như đã từng thấy trong Kinh Thánh. Thì cái lý do thì tôi vừa mới giải thích rồi, phải không ạ? Kéo dài đến tận thế kỷ thứ 19 thì một sự thăm viếng đặc biệt của Chúa đã đổ xuống tại phố Azusa. Đây gọi là phong trào ngũ tuần. Phong trào ngũ tuần xuất hiện manh nha từ một mục sư người da màu. Ông đã được nhận Thánh Linh, ông khởi sự nói thứ tiếng lạ và phong trào đó bắt đầu lan tỏa. Lan tỏa rất nhanh, rất mạnh. Anh em tính đó, thế kỷ 19 đến nay là mấy trăm năm thôi, phải không ạ? Nhưng mà những người ân tứ đó, họ đã thổi vào hội thánh của Chúa một cơn gió mát lạnh đầy sự sống. Nếu anh chị em đọc những lịch sử hội thánh ở những năm 48, những năm 50, anh em sẽ thấy những cái phong trào như là tiếng nói chữa lành, những phong trào ân tứ, vận hành trong ân tứ, những sự thăm viếng của Đức Thánh Linh từ chỗ này chỗ kia. Anh em sẽ mê say vì những việc quyền năng mà Chúa làm qua những con người quyền năng, những con người yêu thích quyền năng, những con người bước đi trong quyền năng đó, nhiều lắm anh chị. Ví dụ như John Lay, Alexander Dowie, William Graham, T.L. Osborne, Kenneth E. Hagin, sau này thì có Lester Sumrall, Marissa Rulo, rồi là càng về sau anh em sẽ thấy. Nếu mà đọc hết tất cả những con người đó, tôi nghĩ là không có đủ mà giấy để viết ra. Nhiều lắm những con người
bước đi theo phong trào tiếng nói chữa lành và để lại một di sản thuộc linh cực kỳ lớn cho đến tận năm 1000, phong trào năm 1886 cho đến năm 1991, một cơn phấn hưng tràn qua châu Âu, tràn qua Liên bang Nga, tràn qua cả Việt Nam, và chúng ta thấy được cái phong trào này nó nổi lên rất là mạnh mẽ, kể cả trong đất nước của mình nữa, anh chị em thấy không ạ? Những cái năm mà 90, 91, 88, 89, em sẽ thấy ân tứ nói tiếng lạ, rồi thần của Chúa đổ xuống, những anh em ở trong nhà thờ đi ra để xây dựng những hội thánh tư gia, những hội thánh tư gia vận hành trong ân tứ của Đức Thánh Linh và nói tiếng lạ, chữa lành, cầu nguyện đủ quỷ, và nhiều những phép lạ xảy ra. Anh chị em đọc lại sẽ thấy, hoặc hỏi những cái mục sư, vị mục sư đi trước trong phong trào ân tứ, anh chị em sẽ nghe các mục sư đã kể cho anh chị em nghe. Tôi nhắc lại những điều đó để làm gì? Để khích lại anh chị em rằng Chúa vẫn luôn hành động. Chúa vẫn luôn hành động. Có thể những lãnh đạo thuộc linh đã ngủ quên, có thể một vài những cái giáo lý nào đó đã cố tình hoặc vô tình, với sự hiểu biết nông cạn của mình, đã gạt bỏ công tác của Đức Thánh Linh trong hội thánh đi. Nhưng không ai có thể ngăn trở được thần Ngài. Chúa có thể làm việc qua bất kỳ con người nào ở bất kỳ nơi đâu, và ngọn gió của Ngài vẫn thổi. Ngài vẫn thổi 2000 năm nay thì ngày nay Ngài vẫn thổi. Ngày nay Ngài thổi qua nhiều quốc gia, không ạ? Ví dụ như lục địa Phi Châu, Ngài đã thổi qua. Và anh em nhìn thấy, anh em nhìn thấy hiện nay Chúa dùng rất nhiều đầy tớ Chúa đầy ơn, đầy ơn tiên tri, ơn chữa lành, ơn làm phép lạ ở châu Phi rất nhiều. Anh chị em mở lên mạng sẽ thấy nhiều, vô cùng nhiều. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta nhìn thấy. Ngọn gió bắt đầu thổi qua các châu lục. Tôi muốn nói ngọn gió về ân tứ thổi vào các châu lục, và biến những dòng sông, những dòng suối cứu rỗi của Chúa trở nên những con sông đầy vinh quang, đầy màu sắc, đầy quyền năng của Đức Chúa Trời. Và mọi con cái của Chúa nào đáp ứng yêu thích thì được nhảy vào dòng sông vinh quang này và được nhận sự sức dầu. Họ nhận sự sức dầu, họ trỗi lên khỏi dòng sông thánh linh của Chúa, họ ra đi, họ lập hội thánh, họ cầu nguyện, chữa lành, đủ quỷ, làm phép lạ khắp mọi nơi. Anh em nhìn thấy. Và riêng tôi đó, tôi đã kinh nghiệm được Ngài ở những năm 1991 tại Liên bang Nga. Đó tôi kinh nghiệm cái thời đó, phép lạ trước mắt của mình, những công tác của Đức Thánh Linh xảy ra trước mắt của mình qua những đầy tớ như ông Richard Bonnke, ông Benny Hinn, ông Theo Osborne, rồi những đầy tớ khác ở bên Hoa Kỳ đã sang Moscow để tổ chức những cái đại hội, những cái buổi bồi linh, và tôi được cái vinh dự để tham dự những cái buổi như thế. Và anh em biết không, những điều đó đã gây ấn tượng rất sâu sắc ở trong tâm trí, trong tấm lòng của mình. Và kể từ cái ngày đó, từ cái ngày mà tôi mới tin Chúa đấy, tôi đã có một ấn tượng rằng đạo Chúa không phải là một tôn giáo yếu ớt. Đạo Chúa không phải là những tín điều đạo đức mỹ miều viết trên giấy. Không phải. Tôi đã từng chứng kiến trong mắt mình rằng thực sự đạo Chúa là quyền năng để biến đổi con người. Đạo Chúa thực sự là quyền năng để bẻ gãy mọi ách của Satan. Đạo Chúa thực sự là quyền năng để tiêu trừ toàn bộ quyền lực của tội lỗi trên con người. Đạo Chúa là nơi mà những trái tim khô hạn, đau khổ, đói khát được gặp lấy nguồn sống từ Đức Thánh Linh, và họ hồi sinh y như cái cây đã khô bây giờ gặp cơn mưa nảy trồi lên. Tôi đã gặp những điều đó từ những năm 90, 91, 92, 93 tại Liên bang Nga. Anh chị em ơi, đây là thời kỳ mà Chúa Giêsu đã đến trong quyền năng của Đức Thánh Linh trong thời kỳ cuối này để chuẩn bị cho nàng dâu của Ngài là hội thánh của Chúa. Thánh Linh càng tuôn đổ thì nàng dâu của Chúa càng trở nên thánh khiết và quyền năng đầy vinh quang, đẹp đẽ, chứ không phải
Nàng dâu của Ngài là một tổ chức tôn giáo yếu ớt, đầy tội lỗi ô uế bên trong. Giống như Chúa Giêsu hay nói là bên ngoài thì tô trắng, nhưng bên trong thì đầy xương cốt. Không, tôi tin xác với một điều rằng Chúa Giêsu không muốn trở lại, tái lâm trở lại với nàng dâu của Ngài trong tình trạng đó. Cho nên tôi tin và tôi tin xác quyết rằng Chúa Thánh Linh hiện nay Ngài đang dấy lên một phong trào ngũ tuần thời cuối cùng, phong trào ân tứ của thời kỳ cuối cùng. Để gì? Để cho hội thánh của Chúa được trang bị, hội thánh của Chúa được kiện toàn mọi mặt và bước đi trong vinh quang, đầy dẫy Thánh Linh, đầy dẫy năng quyền, đầy dẫy bông trái, đầy dẫy tình yêu, đầy dẫy khả năng để cứu giúp thế giới này. Đây là tôi tin xác quyết anh chị. Cái điều đó đã, đang xảy ra và chắc chắn còn tiếp tục xảy ra. Tôi muốn nói một vài lời khích lệ anh chị. Rồi đây một ngày, những hội thánh không có quyền năng của Thánh Linh vận hành sẽ tự động bị đào thải. Anh em hiểu ý không ạ? Tự động bị đào thải, bị đào thải. Những hội thánh cố chấp, những hội thánh không bước đi theo tiếng gọi của Đức Thánh Linh tự động sẽ bị đào thải, bởi vì không còn ai đến đó nữa, không còn ai mong muốn đến đó nữa, vì đời sống của họ không nhận được điều gì, hoàn toàn không nhận được điều gì. Họ trở lại nơi xuất phát và họ cần Đức Thánh Linh thăm viếng. Đây là chỗ mà Chúa sẽ làm. Cho nên là những lãnh đạo thuộc linh, nếu anh em nghe được điều này, hãy tỉnh thức và cầu nguyện: Chúa ơi, hãy mở mắt con để con có thể bước đi trong vinh quang của Ngài, để con có thể xây dựng hội thánh của Ngài trong vinh quang của Ngài, chứ không phải những giáo điều rỗng tuếch, không phải những cái đạo đức tin kính giả vờ, không phải những luận điểm yếu ớt mà cách đây hàng trăm năm bây giờ vẫn như vậy. Trên thực tế thì anh em đã cũng đã nhìn thấy cái hiện tượng đó rồi, không ạ? Những hội thánh không có Thánh Linh vận hành hiện nay cực kỳ yếu kém, vắng vẻ và thưa thớt, thưa thớt lắm. Tôi đã từng nghe một số người nói rồi, hội thánh thì rộng mênh mông bát ngát, nhưng mà có vài chục con người ngồi lèo tèo, ủ rũ. Mục sư ở trên thì giảng, ở dưới thì bấm điện thoại cười đùa với nhau, còn không bấm điện thoại thì gục đầu xuống ghế ngủ. Đây là tình trạng của những hội thánh mà không có cơn gió sự sống của Đức Thánh Linh. Hãy chú ý điểm đó. Và bây giờ Chúa Thánh Linh đến ban quyền năng cho con cái Ngài, thăm viếng con cái Ngài. Ngài có mục đích anh chị em ạ, Ngài có mục đích. Không phải Ngài làm chỉ để làm, không phải Ngài ngẫu hứng, không. Bất kể điều gì Chúa Thánh Linh làm đều có mục tiêu. Có thể buổi tối hôm nay anh chị em sẽ tự đặt câu hỏi: tại sao trong gần 200 năm trở lại đây, Đức Thánh Linh vận hành một cách mạnh mẽ giữa hội thánh của Ngài? Ngài làm điều đó để làm gì vậy? Tôi xin đọc cho anh em một câu kinh thánh rất quen thuộc và anh em sẽ có câu trả lời. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Công vụ chương 1 câu 8. Anh em thấy không ạ? Như vậy những cái lời này nó nói lên gì ạ? Đức Thánh Linh giáng xuống là một hành động, một hành động. Nhưng con người nhận được Đức Thánh Linh giáng xuống đó thì phải vận hành trong hai nhiệm vụ. Họ nhận được gì? Thứ nhất là các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và thứ hai là các ngươi sẽ làm chứng về ta, đúng không ạ? Đức Thánh Linh giáng xuống để mỗi một con cái của Ngài được hai thứ, và
Một là nhận ơn, và nhận ơn đó để thực hiện một sứ mạng. Như vậy, Đức Thánh Linh ban ơn không phải để cho chúng ta thoải mái. Đức Thánh Linh ban ân tứ giáng lên không phải để cho chúng ta thấy đời sống tâm linh mình tiện nghi hơn, bình an hơn, nhẹ nhàng hơn, vui cười hơn. Không đâu anh chị em. Đức Thánh Linh giáng xuống hội thánh Ngài, giáng xuống tôi, giáng xuống bạn chị em, để trang bị cho anh chị em quyền năng, quyền phép, có nghĩa là quyền năng và thẩm quyền để làm chứng về Chúa Giêsu, làm chứng về Chúa Giêsu. Cho nên nếu chúng ta bỏ qua một trong hai cái nhiệm vụ này thì sự giáng độ Đức Thánh Linh trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Nếu chúng ta nhận lấy quyền năng mà không đi làm chứng, không giảng ra, không chữa lành, không đuổi quỷ, không làm chứng cho Chúa Giêsu, không phục vụ hội thánh, chỉ ngồi ở nhà rung đùi uống trà khoe mình trong ân tứ, thì cái quyền năng đó chẳng có ý nghĩa gì, chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta sốt sắng ra đi làm chứng, làm đủ mọi việc trong hội thánh Chúa mà lại không có chịu nhận quyền năng, thì thật sự chúng ta cũng không đạt được gì cho vương quốc của Chúa cả. Anh em hiểu ý không ạ? Vì vậy cho nên Đức Thánh Linh giáng xuống là để gì? Cho chúng ta được cả hai, nhận quyền năng, nhận quyền phép và trở thành chứng nhân. Đây là chỗ hết sức quan trọng. Mọi ân tứ của Đức Thánh Linh, kể cả ân tứ tiếng lạ cũng vậy, chúng ta sẽ nói kỹ hơn, nhưng bây giờ chúng ta đang nói về ân tứ được ban cho chúng ta là với một mục đích tối hậu, là để trang bị và giúp đỡ chúng ta làm chứng về công tác cứu rỗi của Chúa Giêsu. Đó là làm chứng về việc Ngài đã chết trên thập tự giá, Ngài đã bị chôn và Ngài đã sống lại, và Ngài đã biến đổi đời sống tôi như thế nào, Ngài đã làm gì cho tôi. Tôi kể cho anh, cho chị nghe. Tôi nói về Chúa Giêsu, tôi nói về thập tự giá mà Ngài chịu, tôi nói về sự sống lại của Ngài. Tôi làm chứng cho anh, cho chị biết rằng Chúa thực sự đang sống, vì Ngài chữa lành tôi, Ngài biến đổi tôi, Ngài tha tội cho tôi, Ngài phục hồi tôi. Trước tôi thế này nè, bây giờ tôi thế này nè. Trước tôi xấu xa vậy nè, bây giờ tôi tốt thế này nè. Trước tôi bệnh thế này nè, bây giờ tôi khỏe ra làm sao nè. Tất cả những điều đó đều có mục đích dẫn con người ta đến với sự cứu rỗi qua đức tin trong Đấng Christ. Vì vậy cho nên anh chị em ơi, chúng ta rõ ràng cần ân tứ, chúng ta khát khao ân tứ, chúng ta khát khao quyền năng. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ tập trung vào để nhận quyền năng không thôi, thì chúng ta đã đi sai đường rồi. Không đâu. Tôi nhắc lại, quyền năng, ân tứ là phương tiện để cho chúng ta sống với mục đích của Chúa. Chúa kêu gọi mình làm một nhiệm vụ, và Ngài ban cho chúng ta phương tiện để thực hiện nhiệm vụ đó. Như vậy, cuộc sống chúng ta đừng tập trú vào phương tiện, hãy tập trú vào mục tiêu. Tôi nhắc lại, mục tiêu là gì? Mục tiêu là làm chứng nhân cho Chúa Giêsu. Mục tiêu là kể về cái việc Ngài làm cho người khác nghe, dẫn người khác đến với đức tin, để linh hồn họ được cứu rỗi, được chữa lành, được phục hồi, được giải phóng, để họ được sống một đời, và họ nói với anh chị em rằng nhờ anh, nhờ chị mà cuộc sống tôi được tươi mới, được biết Chúa như ngày hôm nay. Anh em hiểu ý không ạ? Cho nên nếu như chúng ta chỉ nhăm nhăm để tìm ân tứ và dừng lại ở đó, thì chúng ta đã rơi vào một trạng thái cực đoan, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Nhưng ở chiều ngược lại, ít nhấn mạnh vào ân tứ và sự hiện diện của Chúa, thì cướp đi cái quyền năng, cái sức mạnh, hủy bỏ cái phương tiện để giúp chúng ta hoàn thành mục đích mà Chúa mong đợi thấy trên đời sống của mình. Anh chị em hiểu em không? Cho nên mình không được rơi vào hai thái cực, không được rơi. Thái cực thứ nhất là mình cứ chăm chăm cho có ơn, có ơn tử,
tôi có ân tứ thế này, tôi khoe tôi có ân tứ thế kia. Đừng rơi vào thái cực đó. Rồi một thái cực thứ hai là chúng ta gạt tất cả mọi ân tứ đi. Chúng ta không cần ân tứ nữa. Chúng ta dùng những khả năng tự nhiên của con người để sống đời sống thuộc linh với Chúa. Cái điều đó khiến cho chúng ta không có kết quả gì. Vì vậy anh chị em phải biết mình có một nhiệm vụ, và ơn của Đức Thánh Linh, quyền năng Thánh Linh chính là phương tiện để giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Không có phương tiện chúng ta không làm được. Anh em muốn đi đến một nơi xa xôi mà anh em không có xe, không có máy bay, không có phương tiện để đi, anh em không đi được đâu. Chắc chắn không đi được đâu. Phải không ạ? Phải có phương tiện. Đó. Như vậy thì trước khi về trời, Chúa đã giao cho môn đồ của Ngài một nhiệm vụ hết sức rõ ràng. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Cha, Con và Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết mọi điều mà Ta truyền cho các ngươi, và nay Ta thương ở cùng các ngươi luôn cho đến khi tận thế. Ma-thi-ơ chương 28 câu 19 câu 20. Chúa hứa sao? Chúa hứa rằng Ngài ở cùng với chúng ta. Sự hiện diện của Ngài luôn thường trực với chúng ta. Thậm chí Ngài sống bên trong chúng ta. Có đúng không ạ? Ngài sống bên trong chúng ta. Và cái việc này nó giúp cho chúng ta có thể công bố tin lành quyền năng của Chúa, một phúc âm quyền năng, và nhìn thấy những cuộc đời được biến đổi. Bởi vì sao? Chúa làm cùng mình. Chúa ở bên cạnh mình. Chúa ở đời đời với mình. Chúa hành động qua mình. Những ân tứ của Ngài sẽ hành động qua mình, tuôn chảy qua mình và chạm đến những cuộc đời, khiến họ được biến đổi. Ở trong Mát cũng lặp lại một mạng lệnh như vậy, nhưng khác hơn. Ngài phán cùng sứ đồ rằng: hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp têm sẽ được rồi, ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh Ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hãy đặt tay lên kẻ đầu thì kẻ đầu sẽ lành. Mát chương 16 câu 15 câu 18. Anh em thấy không ạ? Hai cái mệnh lệnh này Chúa Giêsu đều nhấn mạnh cho mỗi một chúng ta cái tầm quan trọng của việc trở nên chứng nhân cho Chúa Giêsu. Không đúng ạ? Cả hai đều có lời hứa rằng Ngài sẽ ở cùng, Ngài làm cùng, Ngài không rời chúng ta. Khi chúng ta trở thành chứng nhân cho Ngài, Ngài sẽ hành động bên trong chúng ta, Ngài hành động cùng chúng ta, và những ơn sự hiện diện của Ngài sẽ đi theo. Đó. Anh em thấy không ạ? Đây là chỗ hết sức đặc biệt mà chúng ta cần phải lưu ý. Cần phải lưu ý. Vì trong tất cả các sách phúc âm, Ma-thi-ơ, Mác, thậm chí cả sách Luca, đúng không ạ? Giăng nữa, đều kết thúc bằng một mạng lệnh là hãy trở thành chứng nhân cho Chúa Giêsu. Anh em để ý đi sẽ thấy. Dĩ nhiên mỗi cái người viết phúc âm họ viết theo một cái kiểu khác nhau, nhưng mà chung quy lại thì Chúa Giêsu luôn mong ước rằng Ngài ban ơn cho họ, Ngài ban ơn cho họ đuổi quỷ, Ngài ban ơn cho họ chữa lành, Ngài ban ơn cho họ dùng tiếng mới nói, Ngài ban ơn cho họ để có thể trừ mọi độc hại. Tất cả những ân tứ này hay tất cả những lời hứa rằng Ngài sẽ ở cùng, Ngài sẽ vận hành cùng, đều nhằm mục đích rằng để họ trở thành chứng nhân cho Ngài một cách hiệu quả, một cách đích thực, một cách chân thực, để nhìn thấy cuộc đời của những người tin nhận Chúa được biến đổi, được chữa lành, được giải phóng, được tự do ngay trước mắt của các môn đồ. Có đúng không anh chị em? Trong Luca cũng vậy. Anh chị em đọc chương 24 câu 49, 46 đến 49 thì em sẽ thấy. Không ạ? Em sẽ thấy Ngài phán có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn giường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài
mà rao giảng cho các dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó. Ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Nếu anh em để ý những câu kinh thánh này, anh em sẽ thấy mục đích của việc mặc lấy quyền phép từ trên cao là để gì? Nhân danh Chúa mà rao giảng cho các dân các nước sự ăn năn đã được tha tội mình. Có đúng không ạ? Vì vậy cho nên tôi khích lại một lần nữa anh chị em ạ. Mục tiêu của sự ban ơn, mục tiêu của quyền năng, mục tiêu của cái điều mà Đức Chúa Trời hứa ban Thánh Linh vận hành qua mình một cách mạnh mẽ như chữa lành, giải phóng đủ quỷ, giảng phúc âm trong quyền năng đầy phép lạ dấu kỳ. Mục tiêu là làm chứng nhân cho Chúa Giêsu, nói về Ngài, giảng về Ngài, không ạ? Đây là chỗ mà chúng ta cần phải xác quyết. Nhiều khi chúng ta hay quên lắm. Chúng ta cứ cố gắng tìm quyền năng, tìm ân tứ, tìm sự động chạm của Đức Thánh Linh để mình thấy được thoải mái. Đó, nhiều người nói: ôi giờ tôi nhẹ rồi, ôi giờ tôi cảm thấy thoải mái rồi, giờ tôi cảm thấy bình an rồi, tôi cảm thấy tuyệt vời rồi. Mọi người cứ ao ước cái đó. Anh chị em ơi, sai rồi. Sai rồi. Nó không đúng một chút nào. Không lẽ Ngài ban Thánh Linh từ trời, ban quyền năng từ trời để cho mình được thoải mái sao? Để cho mình được vui mừng bình an một chút rồi ngồi ở nhà sao? Không phải đâu. Lớn hơn, lớn hơn điều này rất nhiều. Đó là ra đi phục vụ và làm chứng nhân cho Chúa Giêsu. Dám hy sinh mạng sống, hy sinh cuộc đời, hy sinh thời gian, hy sinh sức lực tiền bạc của mình để làm chứng nhân cho Chúa Giêsu trong quyền năng Đức Thánh Linh. Amen cho anh chị em. Đây là chỗ mà chúng ta cần. Đó. Bây giờ chắc có lẽ anh chị em sẽ hỏi: làm thế nào để tôi có thể vận hành trong quyền năng Đức Thánh Linh? Anh chị em thấy mỗi buổi Chủ Nhật rồi thứ Tư, thứ Sáu, không ạ? Chúa có dùng tôi, không ạ, để chúc phước, chữa lành đủ quỷ, rồi là Chúa có dùng tôi để cầu nguyện cho những người gặp những trường hợp này hằng học kia, không ạ? Thậm chí có một số lời chứng rằng nghe bài giảng của tôi và họ được chữa lành, họ được giải cứu. Ok, chắc chắn anh em hỏi: làm sao có được? Làm sao có được đây? Đây là cái chỗ mà chúng ta sẽ bàn buổi tối ngày hôm nay. Làm sao để đời sống anh chị em, tôi và bạn chị em bắt đầu có sự biểu hiện, biểu lộ quyền năng của Đức Thánh Linh qua các ơn tứ, qua lời nói, qua những hành động. Làm sao? Chúng ta suy nghĩ một chút về điều này. Anh em biết đó, trong cái câu kinh thánh mà mình vừa đọc đó, khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, quyền năng để làm chứng về ta tại thành Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Lời của Chúa hoàn toàn không có nói rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lấy sự hiểu biết, nhận lấy kiến thức, nhận lấy sự khôn ngoan, nhận lấy mưu luận để làm chứng về ta. Nhận lấy một cái kế hoạch để làm chứng về ta. Nhận lấy một chương trình để làm chứng về ta. Nhận lấy một cách tổ chức để làm chứng về ta. Không có, phải không? Kinh Thánh chép rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Từ chỗ này, tôi muốn nói cho anh chị em một cái lẽ thật, là cái điều mà có người thiếu đó, điều mà có người thiếu sót hiện nay đó, không phải là thiếu kiến thức, thiếu khôn ngoan, thiếu hiểu biết, thiếu tài tổ chức, thiếu tài thuyết phục, thiếu tài diễn thuyết. Không đâu.
cái người ta có rất đầy đủ những sự đó. Nhưng cái điều mà có người ta thiếu đó là người ta thiếu quyền năng thuộc linh, quyền phép thuộc linh. Và quyền phép thuộc linh đó chỉ có khi Đức Thánh Linh giáng lên. Vì vậy Đức Thánh Linh biết con cái Chúa thiếu cái gì, cho nên Ngài ban cho cái đó. Tuy nhiên đó, có một điểm rất lạ lùng ngày hôm nay, đó là chúng ta tưởng rằng kiến thức là quyền năng, trí thức là quyền năng, giáo lý là quyền năng, khôn ngôn là quyền năng, tài tổ chức là quyền năng, rồi tài thuyết phục là quyền năng, tài diễn thuyết là quyền năng. Không phải. Và tại sao đời sống mình nó không bày tỏ những quyền năng thuộc linh? Bởi vì chúng ta hay sử dụng những kỹ năng của con người để thay thế cho quyền năng thuộc linh của Chúa Thánh Linh. Chúng ta hay làm điều đó. Chúng ta mắc sai lầm vì điều đó. Kể cả trong bài giảng của mình, chúng ta cũng có một số mắc sai lầm. Chúng ta giảng triết lý đời này, chúng ta lý luận với thế giới này về triết lý đời này, chúng ta đem những kiến thức khoa học, kiến thức này nọ, chúng ta giảng trên bục giảng, chúng ta nói về chứng minh điều này, chứng minh điều kia, những sự khôn khéo diễn thuyết thuyết phục của con người, và chúng ta nghĩ rằng mình sẽ nói điều đó và người nghe chắc chắn họ sẽ tin Chúa, họ sẽ trở lại với Đức Chúa Trời. Nhưng anh chị em ơi, anh chị em nhầm hết rồi. Những kiến thức của người đó không bao giờ bày tỏ quyền năng thập tự giá. Những mưu luận của con người mà chúng ta hay tìm tòi để giảng, cướp nhặt ở đâu đó để giảng đó, không thể thể hiện được quyền năng của thập tự giá đâu. Không có đâu. Dù mình có thể dùng mưu trước của Gia Cát Lượng mình giảng, mình có thể dùng những cái kiến thức khoa học để mình giảng phúc âm, không thể hiện quyền năng đâu. Tôi chỉ cho anh em một cái cách. Cách này sứ đồ Phaolô đã dùng, và ngày nay tôi vẫn đang dùng. Tôi đọc anh em nghe. Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, tôi chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết về chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, run rẩy, sợ hãi lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 1 đến câu 5. Anh chị em có thấy chưa? Sứ đồ Phao-lô, học vị của ông tương đương như một giáo sư thần học thời bấy giờ, thậm chí hơn. Nhưng ông nói rằng khi ông đến với hội thánh Cô-rinh-tô, ông không biết sự gì khác ngoại trừ Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu này đã bị đóng đinh. Ông giảng cái đó, ông xoay quanh điều đó, ông nói về điều đó, ông chia sẻ về điều đó, ông lặp đi lặp lại về điều đó. Đây là chìa khóa, đây là chìa khóa, đây là bí quyết để Đức Thánh Linh và quyền phép của Ngài được tỏ ra. Ở đâu có sự rao giảng về Chúa Giê-xu, ở đó Đức Thánh Linh lấy phép lạ dấu kỳ để xác chứng. Ở đâu con Đức Chúa Trời bị treo lên thập tự giá được giảng ra, sự sống lại của Ngài được giảng ra, sự cứu rỗi Ngài được giảng ra, những phép lạ Ngài làm được giảng ra, những việc quyền năng của Ngài được giảng ra, ở đó Đức Thánh Linh lấy quyền năng để xác chứng. Anh em hiểu không ạ? Quyền năng không phải ở trong tôi, không phải ở trong anh chị em. Quyền năng ở Đức Thánh Linh hành động qua chúng ta để làm cho vững đạo của Đức Chúa Trời, chứ không phải vững lời của loài người. Đây là chỗ rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng dám làm. Đôi khi cái tâm trí logic
tâm trí logic của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng nếu mình nói về một Chúa Giê-xu, một Chúa Giê-xu bị đóng đinh, mình nói về một đấng gọi là con Đức Chúa Trời, chắc người ta không biết gì đâu, người ta không hiểu gì đâu, người ta không chấp nhận đâu. Nói cái gì cho nó hay ho một tí, nói cái gì cho nó đạo đức, nói cái gì cho nó thời thượng, nói cái gì cho nó gây sốc một tí, nói cái gì cho nó vẽ kiến thức một chút, chắc người ta mới nghe. Đôi khi mình bị cám dỗ để giảng cái sự này và bỏ mất một cái tin lành đơn sơ, một cái tin lành cổ xưa, một cái tin lành giản dị mà một người nông dân, một cô lao công ngoài đường cũng có thể hiểu và nghe được. Một em bé chỉ cần biết đọc biết viết cũng có thể nghe hiểu được. Chúng ta bỏ qua cái sự đơn giản của phúc âm, tìm kiếm cái sự phức tạp, những kiến thức sâu xa nhưng mà lại không có quyền năng. Anh chị nghe tôi nè, một phúc âm đơn sơ cổ xưa luôn luôn có quyền năng, bởi vì phúc âm về Chúa Giê-xu, những gì nói về Chúa Giê-xu, những gì kể về Chúa Giê-xu luôn luôn được Đức Thánh Linh ấn chứng bằng dấu kỳ phép lạ. Đây là bí quyết. Cho nên chị em, giữa cái thời đại quá phức tạp này, chúng ta rất dễ bị cám dỗ. Giữa cái thời đại mà người ta cho rằng khoa học kỹ thuật tiến bộ, mọi thứ tiến bộ vượt bậc, mà bây giờ mình đi giảng những cái điều mà nghe nó có vẻ hoang đường như thế này thì ai tin? Chúng ta bị cám dỗ để bỏ qua quyền năng thập tự giá, bỏ qua sự chết của con Đức Chúa Trời, bỏ qua cái sự sống lại của Ngài, bỏ qua những dấu kỳ phép lạ mà Ngài ghi trong bốn sách phúc âm. Chúng ta đang tìm những điều phức tạp hơn để cho người ta trầm trồ, nếu người ta lác mắt về kiến thức của mình. Nhưng anh chị em ạ, những kiến thức đó không khai phóng quyền năng. Chỉ có phúc âm của Chúa, phúc âm cổ xưa của Chúa mới khai phóng quyền năng. Hãy bắt chước sứ đồ Phao-lô. Hãy bắt chước sứ đồ Phao-lô. Khi ông đến bất kỳ hội thánh nào, ông không biết gì khác ngoại trừ Chúa Giê-xu Christ và đấng Christ bị đóng đinh. Và ông nói rằng khi ông giảng như vậy thì nó tỏ ra Thánh Linh và quyền phép. Anh em thấy chưa? Tỏ ra Thánh Linh và quyền phép. Tôi không phải chỉ nói lý thuyết, tôi nói những gì tôi đã từng thực hiện. Anh em thấy nơi nhà muôn dân đó, khi bước lên bục giảng, chúng tôi có nói cái gì khác ngoài phúc âm không? Chúng tôi có nói cái gì khác ngoài Chúa Giê-xu không? Chúng tôi có nói gì khác ngoài Đức Chúa Trời không? Không. Chúng tôi không nói chuyện cười, chúng tôi không nói chuyện thời sự, chúng tôi không nói về kinh tế, chính trị, chúng tôi không nói về khoe mình về ông nọ, ông kia. Không. Chúng tôi nói về Chúa Giê-xu và quyền năng xảy ra. Người ta nghe đến mức độ mà không chán luôn. Không. Ngồi từ 9 giờ đến 2 giờ rưỡi chiều, 3 giờ chiều, không ai biết mệt, không ai biết đói, không ai biết chán. Lúc nào cũng vỗ tay mặt mày, lúc nào cũng tươi mới. Tại sao? Bởi vì quyền năng của Đức Thánh Linh khiến cho họ mạnh mẽ, khiến cho họ tươi mới, khiến cho họ được chữa lành, khiến cho họ không còn biết đói, biết mệt, biết buồn ngủ, biết bấm điện thoại nữa. Anh chị em à, có một quyền năng trong phúc âm của Chúa Giê-xu. Hãy trung tín giảng lời Đức Chúa Trời, hãy trung tín nói về Chúa Giê-xu, hãy trung tín kể về Chúa Giê-xu, hãy trung tín bày tỏ những điều Chúa Giê-xu đã làm, mặc dù đã 2000 năm nay rồi. Cứ lặp đi, cứ lặp lại, mỗi lần lặp đi lặp lại thì quyền năng sẽ được khai phóng. Đơn giản vậy thôi thưa bạn trẻ. Cho nên ở một chỗ khác, sứ đồ Phao-lô viết như sau. Viết như sau: bởi sự giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Và đương khi người Giuđa đòi phép lạ, người Gê-rét tìm sự khôn ngon, thì chúng ta giảng đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giuđa lấy làm xấu hổ, người ngoại cho là rồ dại. Xong lè về những người được gọi, bất luận là người Giuđa hay người Gê-rét, thì đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngon của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 18.
câu 22 và câu 24. Anh chị thấy chưa? Mình đôi khi cũng bị cám dỗ chứ. Nói rằng chắc là mình giảng về một Chúa Giê-xu bị đóng đinh thì người ta nghe chắc người ta bảo ô chứ, sao lại đi tin một người bị đóng đinh? Tôi đã từng bị điều này rồi anh chị em. Tôi kể anh chị em nghe. Có một lần ngày xưa khi tôi đi còn giảng phúc âm đó, tôi giảng về Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Có người vô nói: không, Chúa của anh không có ôi gì cả, không ôi gì, Chúa của anh không tin được. Chúa anh gì đóng đinh treo trên thập tự giá kia mà làm sao mà tôi tin. Thấy ông kia không? Thấy đạo tôi không? Ngồi bệ vệ, bụng thì phình ra, miệng lúc nào cũng cười, bệ vệ chưa? Đó, bụng to nè, rồi tay dài nè, đầu đằng sau nhá nhá nè, ngồi rất là bệ vệ đó, đầy oai phong chưa? Đó, tôi tin đó. Chứ còn Chúa anh gì mà đóng đinh thập tự kia mà sao mà tin được, sao mà yếu đuối thế, sao mà tin? Anh em thấy không? Người đời họ có cái tâm trí như thế. Và tôi cũng cho rằng một vài con cái Chúa cũng có cái suy nghĩ bị cám dỗ như vậy. À, mình giảng về một Chúa bị đóng đinh yếu đuối quá, mình phải nói về một đấng oai phong lẫm liệt mới được chứ. Và bắt đầu mình bỏ qua thập tự giá. Không đâu thưa anh chị em, không đâu. Mặc dù người ta cho là xấu hổ, người ta cho là rô dại, nhưng đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Những sự gì đó mà người ta cho là rô dài của Đức Chúa Trời thì khôn hơn người ta. Những gì mà người ta cho Đức Chúa Trời là yếu thì mạnh hơn của người ta. Những gì người ta cho yếu kém thì nó lại là quyền năng. Cho nên cho em ha, hãy nhớ đừng bao giờ bỏ qua bài giảng về thập tự giá. Đừng bao giờ. Tôi nói với anh chị em rằng anh chị em muốn quyền năng không? Anh chị em muốn ân tứ không? Anh chị em muốn Đức Thánh Linh vận hành không? Trung tín chỉ giảng và chỉ giảng lời Đức Chúa Trời, nhất là Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu bị đóng đinh thập tự giá. Chúa Giê-xu đã chết thế nào, sống lại thế nào, Ngài làm phép lạ thế nào, Ngài chữa lành thế nào, Ngài đủ quỷ thế nào, Ngài cứu chuộc thế nào, Ngài giảng lời vương quốc Đức Chúa Trời thế nào. Hãy kể cho người ta nghe. Hãy trung tín giảng những điều đó cho người ta nghe. Đừng sợ nhàm, đừng sợ chán, đừng sợ bị cám dỗ rằng là người ta chắc là người ta chán, người ta không nghe. Không đâu, có quyền năng trong phúc âm của Chúa Giê-xu. Cho nên chúng ta có hai lựa chọn: đức tin của chúng ta sẽ đặt vào sự khôn ngoan loài người hay là quyền năng của Chúa đây. Anh em lựa chọn đi. Chừng nào mà chúng ta còn dựa vào sự khôn ngoan kiến thức của loài người, cánh tay xác thịt của loài người, thì có thể đó, chúng ta sẽ có một chút ít đạo đức nhưng không có quyền năng. Nghe đạo đức lắm, nghe cũng trôi chảy lắm, nhưng không có quyền năng. Còn nếu chúng ta phụ thuộc vào phúc âm, phụ thuộc vào Giê-xu con Đức Chúa Trời bị đóng đinh thập tự giá để cứu rỗi người ta, thì chúng ta sẽ thấy Đức Thánh Linh vận hành trong quyền năng. Chúng ta phải nắm một điều quan trọng là rao giảng về Đức Chúa Giê-xu và rao giảng về Ngài bị đóng đinh, chính điều này là bí mật để khai phóng quyền năng ân tứ của Chúa. Amen chưa? Đây là bí mật. Phải trung tín với phúc âm. Ok anh chị em, cảm ơn Chúa vì buổi tối hôm nay chúng ta đi bài thứ nhất sơ qua về cái quyền năng của Ngài, về lịch sử, về lịch sử, mục đích của quyền năng và bí quyết của quyền năng. Chúng ta học được hai phần đó, đúng không anh chị em? Thứ tư tuần sau chúng ta sẽ đi tiếp cái chủ đề này. Dĩ nhiên là chúng ta đang học về nói tiếng lạ, đúng không ạ? Ích lợi của việc nói tiếng lạ. Nhưng mà tiếng lạ là nó nằm trong những cái quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta phải hiểu sơ qua về tất cả những mục tiêu của Đức Chúa Trời đã, rồi chúng ta mới đi cụ thể chi tiết cái ân tứ nói tiếng lạ nó như thế nào trong những bài tiếp theo. Cảm ơn anh chị em. Xin Chúa ban phước cho anh chị em buổi tối hôm nay nha. Anh chị em có thấy được phước không? Có thấy mình được khích lệ trong cái bài học buổi tối hôm nay không? Tôi tin rằng những điều này nó đặt nền tảng cho anh chị em là những con người sẽ ham mến cái chức vụ mà bước đi trong quyền năng Thánh Linh. Chắc chắn Chúa sẽ sức giàu cho anh chị em.
Nếu anh chị em thật lòng khát khao, anh chị em hiểu được những lẽ thật này, Chúa sẽ sử dụng anh chị em một cách chắc chắn và đầy quyền phép. Hãy hiểu những lẽ thật căn bản này em ha. Xin Chúa ban phước nha. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Và rồi bây giờ thì chúng ta đến thời giờ cầu nguyện. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho những anh chị em đang có mặt trên live stream này và tất cả những nàng đệ, tất cả những nàng đệ. Tôi kêu Chúa thăm viếng anh chị em, và anh chị em cần Chúa thăm viếng. Giống như trong bài giảng tôi nói đó, sự thăm viếng của Chúa sẽ cào đi tất cả những nàng đệ. Vì sao? Vì sự hiện diện của Chúa là ánh sáng. Những nàng đệ anh chị em như bệnh tật đau yếu, khó khăn nợ nặng, xung đột, buồn đau, lo lắng bất an, đây là bóng tối. Ánh sáng đến, bóng tối nó phải tiêu tan, đúng không? Ánh sáng đến, bóng tối nó phải tiêu tan, đó là điều hiển nhiên, phải tiêu tan. Cho nên xin Chúa ban phước cho hết thảy hơn 400 anh chị em giờ này ở trên live stream, hãy kết nối với tôi và kết nối với Chúa. Chúng ta cùng nhau, cùng nhau để kêu cầu Chúa hiện diện và Ngài đổ đầy quyền năng của Ngài trên anh em. Trong căn phòng anh chị em ngồi, tại căn nhà anh chị em ngồi, Chúa hiện diện đầy dậy. Và khi Ngài hiện diện thì phép lạ xảy ra. Khi Ngài hiện diện, sự chữa lành xảy ra. Khi Ngài hiện diện, sự giải cứu xảy ra. Khi Ngài hiện diện, ma quỷ phải la hét nôn ói và bỏ chạy, được không ạ? Trong danh Chúa Giêsu, tôi kêu danh của Chúa trên anh chị em giờ này. Tôi kêu danh của Chúa trên anh chị em giờ này. Cha ơi, cũng kêu cầu Ngài, hãy đến rơi chạm anh chị em con. Cũng kêu cầu Ngài, trong danh của Chúa Giêsu, hãy hiện diện một cách mạnh mẽ tại chỗ anh chị em con đang ngồi, chỗ anh chị em con đang đứng, chỗ anh chị em con đang kết nối với live stream này giờ này. Cha ơi, hãy tuôn đổ Thánh Linh của Ngài, tuôn đổ Thánh Linh của Ngài, tuôn đổ Thánh Linh của Ngài, tuôn đổ Thánh Linh của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tuôn đổ. Tôi nói anh chị em hãy đón nhận sự rời chạm của Đức Thánh Linh. Tất cả anh chị em đang có mặt và đang nghe, đang chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, hãy đón nhận sự rời chạm của Đức Thánh Linh, sự tác động của Đức Thánh Linh, sự thăm viếng của Đức Thánh Linh giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, tôi kêu danh của Chúa Giêsu quyền năng trên anh chị em giờ này. Tôi kêu danh của Chúa Giêsu quyền năng trên thân thể anh chị em giờ này, trên linh hồn của anh chị em giờ này, trên tâm linh của anh chị em giờ này. Bất kể anh chị em đang ở đâu, bất kể anh chị em đang kết nối vào hội thánh bằng phương tiện gì, dù anh chị em ở bất cứ chỗ nào, nếu anh chị em nghe được lời cầu nguyện này, Chúa Thánh Linh thăm viếng anh chị em giờ này, Chúa Thánh Linh thăm viếng anh chị em đầy dẫy giờ này, Chúa Thánh Linh thăm viếng anh chị em đầy dẫy giờ này, hãy được đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Tôi muốn anh chị em hãy nhắm đôi mắt mình lại và nói thật chân thành: Chúa Thánh Linh ơi, đổ đầy con. Chúa Thánh Linh ơi, chạm con giờ này. Chúa Thánh Linh ơi, hãy thăm viếng con giờ này. Cầu nguyện đến anh chị em tiếp tục nào, tiếp tục. Trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, tôi công bố sự sáng tại căn phòng của anh chị em. Tôi công bố sự sáng trong danh Chúa Giêsu tại căn phòng của anh chị em. Tôi công bố sự sáng của danh Chúa Giêsu tại căn phòng của anh chị em. Tôi công bố sự sáng gia tăng, gia tăng, gia tăng, gia tăng tại căn phòng của anh chị em. Sự sáng trong danh Chúa Giêsu gia tăng, chiếu rọi vào linh hồn thể của anh chị em giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu, tôi kêu danh của Chúa Giêsu trên anh chị em giờ này. Tôi kêu danh của Chúa Giêsu trên anh chị em giờ này. Tôi kêu danh của Chúa Giêsu trên anh chị em giờ này. Gia tăng, gia tăng. Tôi phủ huyết của Chúa trên chém. Tôi phủ huyết của Chúa Giêsu trên chém. Tôi phủ huyết của Chúa Giêsu trên chém. Tôi phủ huyết của Chúa Giêsu trên chém. Mọi quyền lực tội lỗi bị bẻ gãy giờ này. Mọi quyền lực tội lỗi bị bẻ gãy giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu,
trong danh của Chúa Giêsu, trong danh của Chúa Giêsu, những con quỷ dâm ô bị bẻ gãy giờ này, những quyền lực tội lỗi của nghiện ngập bị bẻ gãy giờ này, những quyền lực của không tha thứ bị bẻ gãy giờ này, những quyền lực của sự nóng giận bị bẻ gãy giờ này, những quyền lực của sự bất an bị bẻ gãy giờ này, những quyền lực của sự lo âu bị bẻ gãy giờ này, những quyền lực của mất ngủ bị bẻ gãy giờ này, những quyền lực của giới hạn nghèo đói bị bẻ gãy giờ này, những quyền lực của xung đột tà dâm ngoại tình đổ vỡ chia rẽ bị bẻ gãy giờ này, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, mọi bức tường nào đang đứng giữa anh chị em với Đức Chúa Trời, tôi ra lệnh cho nó sụp đổ xuống đi, sụp đổ xuống đi, sụp đổ xuống đi, sụp đổ xuống đi. Tất cả những thứ gì Satan dùng để kết nối anh chị em với nó, dù đó là bệnh tật, dù đó là đói nghèo, dù đó là nghiện ngập, dù đó là dâm ô, tôi cắt đứt giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi cắt đứt giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi cắt đứt giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi cánh cửa ngục tù hãy mở ra. Mọi cánh cửa ngục tù mà Satan dùng để nhốt anh chị em vào đó được mở ra. Cánh cửa ngục tù bệnh tật hãy mở ra. Cánh cửa ngục tù của sự cay đắng hãy mở ra. Cánh cửa ngục tù của sự ruồng bỏ tổn thương hãy mở ra. Cánh cửa ngục tù của cái sự tự định tội mình hãy mở ra. Sợ hãi hãy mở ra. Mở ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi xiềng, mọi xích hãy rớt xuống. Mọi xiềng, mọi xích hãy rớt xuống. Tất cả những xiềng đau đớn hãy rớt xuống. Những xiềng lo âu hãy rớt xuống. Những xiềng nợ nần hãy rớt xuống. Những xiềng bệnh tật hãy rớt xuống. Những xiềng ung thư hãy rớt xuống trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục anh chị em, tiếp tục chặt đứt toàn bộ những gì mà Satan dùng để kết nối anh chị em với nó. Tôi nói anh chị em hãy ăn năn và cắt đứt tất cả những linh tà thuật bị bẻ gãy giờ này, toàn bộ những lời nguyền, những bối khoa bị bẻ gãy giờ này, tất cả những linh đồng cốt, những linh bối khoa cầu hồn bị bẻ gãy giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi Satan, ta ra lệnh cho mày giờ này, hãy nghe đây. Toàn bộ những con quỷ mày đang cầm mắt ám đi theo hành hạ gây đau đớn cho những người đang trên live stream này, những người đang nghe được lời cầu nguyện này, ta ra lệnh cho mày Satan, hãy rời khỏi hạ gia này, rời khỏi hạ gia này. Ta ra lệnh cho mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng Satan, hãy rời khỏi hạ gia này, rời khỏi hạ gia này, rời khỏi hạ gia này. Satan và các quỷ sứ của mày, bất kể tên gọi mày là gì, bất kể mày ở nơi đâu, bất kể mày bước vào đời sống họ bằng cách gì, ta ra lệnh cho mày rời đi, ta ra lệnh cho mày rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Come out, rời đi. Mọi độc tố, mọi chất độc ở trong người, ta ra lệnh mày đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những độc tố sợ hãi đi ra, những độc tố ung thư đi ra, những độc tố bệnh mãn tính đi ra, những độc tố bệnh tai mũi họng đi ra, những độc tố trong gan, trong thận, trong dạ dày, trào ra, đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Come on, tôi kêu lửa thánh linh trên chém giờ này, lửa thánh linh trên chém giờ này, lửa thánh linh trên chém giờ này, lửa thánh linh trên toàn bộ bàn chém giờ này, lửa thánh linh, lửa thánh linh, lửa thánh linh trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. Oh hallelujah, Chúa thánh linh đang tác động trên chém. Những ai đang thấy những biểu hiện của mình, ha, nôn ói, khạc nhổ, muốn cái gì đó muốn thoát ra, hãy cho nó ra ngoài cơ thể của mình. Những ai đang cảm thấy những biểu hiện của Satan, hãy nói với nó, ta không cần mày Satan. Trong danh Giêsu mày phải rời khỏi ta. Trong danh Giêsu linh bệnh tật mày rời khỏi ta. Trong danh Giêsu linh đói nghèo mày rời khỏi ta. Trong danh Giêsu linh nợ nần mày rời khỏi ta. Trong danh Giêsu linh ác mộng dâm dục trong bóng đêm mày rời khỏi ta. Những linh ruồng bỏ sợ hãi cô đơn mình rời khỏi ta. Anh em hãy mở môi miệng mình ra. Trong danh Giêsu anh em hãy trục xuất nó. Trong danh của Chúa có quyền năng. Vì Chúa chết trên thập tự giá để anh em được tự do. Chúa sống lại để anh em có sự sống trong Ngài. Hãy nhận lãnh điều này. Và bởi danh của Chúa Giêsu anh em trục xuất toàn bộ những con quỷ nào, toàn bộ những sự tối tăm nào, toàn bộ những điều gì anh em không muốn thấy trên đời sống của mình. Anh em chỉ cần nói trong danh Giêsu,
Ta không muốn thấy mẹ trên đời sống của ta. Ta không muốn thấy khối u này. Ta không muốn thấy cao huyết áp này. Ta không muốn thấy tiểu đường này. Ta không muốn thấy sạn thận này. Ta không muốn thấy u sơ tử cung này. Ta không muốn thấy sơ gan này. Ta không muốn thấy viêm loét dạ dày này. Đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Anh em hãy truyền lệnh cho nó. Truyền lệnh đến cho em. Truyền lệnh trong danh Chúa Giêsu. Hãy nhớ Mác chương 11 câu 23, 24, 25. Bất cứ điều gì anh chị em cầu xin, hãy tin đã được tất điều đó sẽ ban cho. Nếu anh chị em không nghi ngại trong lòng, nhưng bảo hòn núi này phải cất mình lên quăng xuống biển, thì chắc chắn sự sẽ làm cho. Nó phải vâng lời anh chị em rồi. Nó phải vâng lời. Anh chị em ơi, hãy nhân danh Chúa Giêsu nói thẳng vào năng đề của mình. Mày phải rời khỏi cuộc sống của ta. Mày phải rời khỏi thân thể của ta. Mày phải rời khỏi linh hồn của ta. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, nói đến cho em, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện nào. Cầu nguyện nào. Hỡi 450 mấy anh chị em, hãy cầu nguyện nào. Lớn tiếng cầu nguyện nào. Trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, nói cho năng đề, nói cho những con quỷ, nói cho những điều mà anh chị em không muốn thấy trên đời sống của mình. Mày phải rời đi. Mày phải ra khỏi cơ thể của ta. Mày phải ra khỏi cuộc sống ta. Ra khỏi kinh doanh ta. Ra khỏi vợ con chồng con ta. Ra khỏi sức khỏe ta. Đi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nói đến cho em. Nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi. Chúa đang làm phép lạ cho anh chị em giờ này. Chúa làm phép lạ cho anh chị em giờ này. Chúa đang làm phép lạ cho anh chị em giờ này. Hãy lớn tiếng công bố quyền được tự do của mình, quyền được giải cứu của mình, quyền được sống thịnh vượng của mình, quyền được sống khỏe mạnh của mình. Hãy nói trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy được lành bệnh đi. Hãy được tự do đi. Hỏi những người nam, người nữ đang nghe lời cầu nguyện này. Hãy được tự do. Hãy được tự do. Hãy được tự do. Hãy được tự do. Hãy được lành bệnh. Mọi thân thể bị bệnh phải được lành. Những bệnh trong tai, trong mũi, trong họng. Những bệnh trong xương, trong khớp hãy lành. Những bệnh trong gan, trong thận, trong bao tử hãy lành. Những bệnh trong tử cung hãy lành. Những bệnh trong phổi hãy lành. Những bệnh trong máu hãy lành. Những khối u ung thư, ta ra lệnh mày tan đi, teo đi, biến ra khỏi những thân thể này. Rơi đi trong danh Chúa Giêsu. Rơi đi trong danh Chúa Giêsu. Rơi đi khỏi họ trong danh Chúa Giêsu. Rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Hỏi Satan, ta ra lệnh cho mày phải rời khỏi những con người mà mày đang ám họ. Ta ra lệnh cho mày hãy linh bệnh tật, mày phải rời đi. Ta ra lệnh cho mày Satan hãy linh phù phép, mày phải rời đi. Linh bùa ngải, mày phải rời đi. Những ai uống bùa hãy nghe tao nói đây. Hãy được tự do giờ này. Mọi tà thuật ở trong bùa đó, mọi những con quỷ ẩn nấp trong bùa đó, mọi những con quỷ ẩn nấp trong bùa đó, hãy rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục đi, tiếp tục đi, trào ra. Ta bẻ gãy mọi lời rủa xả, ta bẻ gãy mọi lời nguyền từ những con quỷ trong những lá bùa này. Mò những rủa xả tổ tiên, những rủa xả từ cha, từ mẹ, từ ông bà trên anh chị em, tôi bẻ gãy giờ này trong danh Chúa Giêsu. Ta ra lệnh cho toàn bộ những con quỷ bước vào qua sự rủa xả này, hãy rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Holy God Fire, hãy được tự do. Tự do và được chữa lành. Tự do và được chữa lành. Tự do và được chữa lành. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này, tôi công bố trong danh Chúa, tất cả những con quỷ nào đang phá rối hạnh phúc hôn nhân của các bạn, nó bị bẻ gãy giờ này. Tôi tuyên bố linh không tha thứ, hãy rơi khỏi người vợ người chồng giờ này. Tà linh không tha thứ, hãy rơi khỏi người vợ người chồng giờ này. Những linh ngoại tinh tà dâm, tôi bẻ gãy bây giờ này, bẻ gãy bây giờ này, bẻ gãy bây giờ này, trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Oh hallelujah. Tiếp tục lên cho em. Tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Đừng dừng lại, đừng dừng lại, đừng dừng lại. Tiếp tục nào, tiếp tục chiến đấu nào. Nan đề của anh chị em là gì? Hãy chiến đấu. Nan đề của anh chị em là bệnh tật chăng? Danh của Chúa chữa lành anh chị em. Nan đề của anh chị em là cay đắng, là giận hờn, là bất an chăng? Chúa sẽ chữa lành anh chị em. Danh của Chúa có quyền năng. Tôi muốn nói anh chị em hãy kêu danh của Chúa trên năng đời của mình. Danh của Chúa trên năng đời của mình. Anh em hãy nhắm mắt mình lại giờ này, và chỉ để lỗ tai lắng nghe tôi thôi.
Khi tôi kêu danh của Chúa trên anh chị em, có một quyền năng sẽ giáng xuống. Khi anh chị em nhận lấy quyền năng này thì bệnh anh chị em được lành, nan đề anh chị em được giải quyết, mọi vấn đề trong hôn anh chị em được khanh thông. Hãy nhắm mắt mình lại giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, trong danh của Chúa Giêsu người Nazareth, hãy được rời chạm giờ này, hãy được rời chạm giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, chạm hạ Chúa. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, chạm hạ Chúa. Con cầu xin Ngài hãy chạm anh em con giờ này, chạm anh em con giờ này, chạm anh em con giờ này, chạm anh em con giờ này. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, tôi công bố bệnh được lành, tôi công bố quỷ phải đi, tôi công bố anh em được tự do và được chữa lành giờ này, tự do và được chữa lành giờ này, tự do và được chữa lành giờ này, tự do và được chữa lành giờ này. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài, lạy Chúa, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tất cả những căn bệnh như đột quỵ, tiểu đường, không ạ, bị tê bại, hãy được lành giờ này. Tôi công bố sự sống trên những chỗ cơ thể nào đang bị bại liệt. Tôi công bố sự sống trên những chỗ cơ thể anh chị em đang bị bại liệt. Tôi công bố sự sống trên những gân, những cơ, những sợi dây thần kinh. Hãy được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ai đó phải được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ai đó được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ai đó tay chân phải được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ai đó mặt hay miệng hãy được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ai đó đang nằm trên giường bệnh hãy đứng dậy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Tôi cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng để Chúa chữa lành những nỗi đau của anh chị, Chúa chữa lành những trói buộc của anh chị, Chúa giải phóng những ngục tù của trong đời sống anh chị. Hãy được tự do, hãy được tự do, hãy được tự do. Trên hết mọi điều, Chúa muốn cuộc sống của anh chị, Chúa muốn linh hồn của anh chị. Không phải chúng ta được lành bệnh hay được tự do để rồi mình sống cuộc đời của riêng mình, không phải đâu anh chị. Đây có một cái chỗ mà chúng tôi muốn nhắc, đó là Chúa muốn linh hồn anh chị em thuộc về Ngài. Ở trong vòng tay của Ngài, anh chị em sẽ được lành bệnh mãi mãi, được tự do mãi mãi. Anh chị em không còn bị kẻ thù cướp, giết, hủy diệt nữa. Cho nên tất cả những anh chị em được lành, tất cả những anh chị em được Chúa đụng chạm, tất cả những anh chị em được Chúa đỡ dậy, hãy đầu phục cuộc đời mình cho Chúa Giêsu bằng cách nói rằng: Chúa Giêsu ơi, hãy bước vào linh hồn con, hãy làm chủ linh hồn con. Con tin rằng Ngài chết trên thập tự giá cho con và Ngài sống lại để cho con một hy vọng sống trong ngày cuối cùng. Con cảm ơn Chúa, hãy làm chủ linh hồn con giờ này. Anh chị em ơi, đây là lời cầu nguyện rất đơn sơ nhưng mà nó giúp cho anh chị em đi theo Chúa. Chúa Thánh Linh sẽ ở trong anh chị em, giúp anh chị em giữ được sự chữa lành, giữ được sự tự do, giữ được phép lạ mà Chúa vừa làm cho mình. Amen. Đừng bao giờ đến với Chúa để chỉ nhận phép lạ và rồi sống cuộc đời như cũ. Không bao giờ có thể giữ được những phép lạ đó đâu. Vì sao anh chị em bị bệnh biết không? Vì sao anh chị em bị gặp nan đề biết không? Bởi vì ma quỷ là kẻ cướp, giết, hủy diệt. Nó đang có mặt trên đời sống anh chị em. Và chỉ khi nào anh chị em đầu phục cuộc đời mình cho Chúa, trao linh hồn, cuộc sống, thân thể mình cho Chúa thì ma quỷ mới lìa khỏi anh chị em. Ma quỷ không có quyền đến gần anh chị em. Hãy nhớ tới điều đó nha. Nhất là những anh chị em lần đầu tiên nghe phúc âm trên livestream này, hãy nhớ chi tiết đó. Chỉ khi nào anh chị em thuộc về Chúa Giêsu hoàn toàn, đó mới là cuộc sống an toàn và được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, hãy được chữa lành. Tôi thấy ai đó đang rất khó thở bởi vì tim đập nhanh, tim đập thành thật đó. Hãy được chữa lành giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Một người bệnh đau tim được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Một người bệnh đau tim, Chúa chữa lành cho người đã trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ô ta ơn Ngài, ta ơn Ngài, hãy cảm ơn Chúa, hãy cảm ơn Chúa, hãy cảm ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu. Bệnh đau tim hãy được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả những gì hở van tim, những gì liên quan đến tim mạch đập nhanh, hãy được chữa lành trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Chúa là đấng chữa lành, Chúa là đấng chữa lành anh chị rồi. Chúa là đấng chữa lành anh chị rồi. Hãy vui mừng, hãy vui mừng, hãy vui mừng, hãy vui mừng. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài,
Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Những bệnh trong gan hãy được lành. Những vi trùng, virus, siêu vi trong gan hãy được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy lạy Chúa thật nhiều. Lạy Chúa, hãy làm thật nhiều trên dân sự của Ngài những phép lạ dấu kỳ trong danh Chúa Giêsu. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Một lần nữa, tôi yêu cầu tất cả những anh chị em nào đang có bệnh trên thân thể của mình, bệnh ở chỗ nào, đặt tay vào chỗ đó, nhắm mắt mình lại nha. Đặt tay vào chỗ đau và nhắm mắt mình lại. Ok. Lạy Chúa, con xin Ngài, Đức Thánh Linh ơi, hãy giáng trên anh chị em con giờ này. Con xin Thánh Linh đến thăm viếng tại chỗ đau của anh chị em con giờ này. Bất kể nó là khối u, bất kể nó là đau đầu, đau gan, đau thận, đau bao tử hay đau xương khớp, Đức Thánh Linh ơi, con cầu xin Ngài hãy thăm viếng anh chị em con vào chỗ đau. Và tôi công bố bệnh anh chị em được lành trong danh Chúa Giêsu bởi quyền năng Thánh Linh. Bệnh anh chị em được lành trong danh Chúa Giêsu bởi quyền năng Thánh Linh. Nhân danh Chúa Giêsu hãy lành. 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 Nhân danh Chúa Giêsu hãy lành bệnh đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận, đón nhận sự chữa lành. Đón nhận sự chữa lành tại chỗ anh chị em đặt tay lên. Đón nhận sự chữa lành hoàn toàn tại chỗ anh chị em đặt tay lên. Con cảm ơn Ngài, lạy Chúa, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah. 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 Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Đó anh chị em, tôi nhìn thấy một số rất nhiều những phép lạ Chúa vừa làm trên anh chị em. Chúa thăm viếng, Chúa chữa lành, Chúa phục hồi. Anh chị em đừng quên hãy comment và làm chứng bên dưới nha. Đừng quên nha. Tôi đọc hết tất cả những comment đó của anh chị em và trao vinh hiển cho Chúa, ngợi khen Chúa vì những điều Chúa làm. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Chúa Thánh Linh đang tuôn đổ. Hallelujah. Chúa Thánh Linh Ngài đang tuôn đổ. Hallelujah. Chúa Thánh Linh Ngài đang tuôn đổ. Hallelujah. Chúa ban phước cho anh chị em. Hallelujah. Hãy nhớ một điều, khi chúng ta đầu phục cuộc đời cho Chúa, để Chúa Thánh Linh làm chủ chúng ta qua lời của Ngài, thì những nan đề của chúng ta đó hoàn toàn không là gì nữa trước mặt Ngài. Anh chị em hiểu ý không ạ? Vì Chúa của chúng ta nó lớn hơn những nan đề rất là nhiều. Có điều trong cuộc sống của chúng ta đó, đôi khi chúng ta không đầu phục hoàn toàn. Chúng ta vẫn cố chấp để sống trong tội lỗi, sống trong những đam mê của mình, sống trong những cái gì đó của riêng mình, và chúng ta loại bỏ ý muốn của Chúa ra khỏi đời sống mình. Và đây là cái cách thường xuyên nhất mà nan đề nó lớn dần lên trong đời sống. Bệnh tật, đau yếu, mất ngủ, xung đột, đổ vỡ, nợ nần, không tha thứ. Không ạ? Nó lớn dần lên. Và đến một ngày nó lớn hơn cả anh em luôn. Và anh em kêu cầu với Chúa. Không ạ? Đau đớn về những điều đó. Cho nên tôi nói với anh chị em đó, người khôn là người sớm đầu phục hoàn toàn cuộc sống của mình cho Chúa Giêsu và làm điều, sống theo điều mà Ngài ao ước. Xin Chúa ban phước cho hết thảy ông bạn trên buổi tối hôm nay. Và hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần này. Và anh em nhớ nha, những anh chị em mà ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc xung quanh á, thì chúng ta có một buổi nhóm tối thứ năm và tối thứ bảy. Anh em có thể lên trang của nhà muôn dân để tìm thấy địa chỉ điện thoại. Và nếu anh em có tinh thần đến để thờ phượng Chúa, tinh thần đến để học hỏi lời Chúa, có tinh thần đến để xin Chúa thăm viếng giúp đỡ mình, để thăm công cùng với anh chị em, hãy có thể liên lạc với số điện thoại và có thể đến những nơi đó để tâm linh của mình được nuôi dưỡng. Mục đích chỉ là như vậy thôi. Vì đôi khi đó, một buổi chủ nhật, những buổi qua màn hình này nó không đủ, thì anh em hãy tìm đến những cái buổi như vậy của Hội Thánh Nhà Môn Dân. Amen anh chị em ha. Xin Chúa ban phước cho anh chị em thật nhiều. Tôi tin rằng buổi tối hôm nay anh chị em được phước, anh chị em tiếp tục được phước. Và hẹn gặp lại anh chị em vào tối thứ sáu tuần này để chúng ta tiếp tục được làm chứng
được cầu nguyện, được học hỏi lời của Đức Chúa Trời theo các sách của Kinh Thánh. Và anh em nhớ ha, hãy chuẩn bị lời làm chứng của mình chờ buổi tối thứ sáu. Nó khích lệ người khác lắm anh chị em, khích lệ lắm đó. Và anh chị em làm một tác nhân để đem phép lạ của Chúa đến cho người nghe. Cho nên anh chị em hãy chuẩn bị những gì Chúa làm cho mình, ngắn gọn, xúc tích và mang tính thời sự, nhanh thôi. Điều thứ nhất nè, Chúa làm cho tôi điều này. Điều thứ hai nè, Chúa làm cho tôi điều này. Điều thứ ba nè, Chúa làm cho tôi điều này. Trước tôi làm vậy, giờ tôi làm vậy. Đó, anh chị em ha, làm chứng rất ngắn gọn, xúc tích cụ thể. Và cái đó, đó anh chị em đã góp phần để đem phép lạ vào cho đời sống của người nghe. Cảm ơn Ngài, xin Chúa ban phước nha. Xin Chúa ban phước cho hết thảy anh chị em. Chúc anh chị em ngủ ngon. Chúa ở cùng với anh chị em. Xin Chúa ban phước. Tôi chào tạm biệt ạ. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.